tự nhận sâu dần biết công phu con dài dầu những nỗi tiền khiến gây lắm mơ nợ đời này cha dứt mới mong cầu mong cầu gặp Phật hồi long qua. Thì giờ đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời giáo lý viên Quỳnh Thị Bạch Lê là giáo lý viên của Trung ương đến đây để trình bày đề tài như trên cho đồng đạo chúng ta cùng nghe chung. Xin trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và kính thưa quý vị quan khách đại diện cho chính quyền địa phương, kính thưa giáo lý viên Nguyễn Nhân Bán cùng hoài đảm trách chương trình thuyết giảng hôm nay, và kính thưa ông Trương Văn Điệp, trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Cao Phong, cũng là trưởng ban tổ chức chương trình thuyết giảng. Kính thưa ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Cao Phong, kính thưa quý ban trị sự các xã, phường, thị trấn lân cận, kính thưa ông Phan Văn Thức, là nhà mạnh thường quân thành phố, là nhà mạnh thường quân tài trợ chương trình thuyết giảng hôm nay. Kính thưa cùng toàn thể quý cô bác, quý anh chị em đồng đạo và tham dự chương trình thuyết giảng hôm nay, kính mến. Thưa quý vị, hôm nay nhân ngày 27 tháng 8 năm Giáp Thìn thì chúng tôi rất là vui mừng có được cái duyên lành hôm nay được trở về với diễn đàn của ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Cao Phong để cùng quý đồng đạo chúng ta có một cái buổi họp mặt để chia sẻ qua giáo lý siêu thượng của Đức Thầy. Thì hôm nay quý đồng đạo chúng ta đã biết đây là cái ngày 27 tháng 8 cũng như là 27-28, tức là vào cái lễ kỷ niệm của vị anh hùng dân tộc ông Nguyễn Trung Trực của đồng đạo, kỷ niệm lần thứ 156 năm. Vì vậy mà hôm nay quý đồng đạo thấy rằng đó là tín đồ Phật giáo của họ chúng ta đi về đó dự lễ rất là nhiều rồi quý đồng đạo, mà hôm nay nhìn lại cái hội trường của mình đó, quý cô bác đồng đạo chúng ta còn trở về tham dự đông đủ như thế này, phải nói là một cái tinh thần thương thầy lo đạo rất lớn của toàn thể quý đồng đạo. Vậy là nỗi đầu tiên chúng tôi xin được kính đón toàn thể lạng quan chào mừng thật nồng hậu, là thăm hỏi sức khỏe cùng lời chúc phúc tốt đẹp an lành nhất ạ. Thưa quý cô bác đồng đạo kính mến, thì nói về cái chữ hiếu cũng như cái công ơn tổ tiên cha mẹ thì quý đồng đạo biết rồi, đây là một cái đề tài phải nói là rất là quen thuộc và vô cùng gần gũi, hầu như nó đã thấm sâu vào trong máu tim của người tín đồ Phật giáo của họ chúng ta. Thưa quý đồng đạo, đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ kẻ trồng cây thì đây là đạo lý ngàn đời của dân tộc Việt Nam chúng ta, nhất là cái đạo hiếu thì luôn luôn lúc nào cũng được đề cao với đồng đạo. Chúng ta thấy khi chúng ta bước chân vào lớp học thì bài học vỡ lòng mà thầy cô giáo luôn luôn nhắc nhở chúng ta không ai có thể quên được đó, chúng ta bảo rằng đó từ lớn cho tới từ nhỏ cho tới già ai cũng biết những cái câu ca dao thấm đượm cái tình cha nghĩa mẹ, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lần thờ mẹ kính cha cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Quý đồng đạo là con người chúng ta chẳng những có hiếu ở trong hiện tại mà sau khi ông bà cha mẹ quá giảng thì chúng ta còn phải có cái hiếu xuất thế gian. Chẳng hạn như hôm nay quý đồng đạo thấy gia đình của ông Phạm Văn Thức phải nói là một cái tinh thần hiếu đạo rất cao. Chẳng những cha mẹ ông bà lúc sanh tiền thì lo nuôi dưỡng cung kính báo đền một cách rất là chu đáo, nhưng mà khi cha mẹ qua đời rồi thì nhân cái ngày lễ kỷ niệm tuần tự còn có tổ chức những cái chương trình thuyết giảng, phối hợp với ban trị sự tổ chức chương trình thuyết giảng để hồi hướng công đức lành cho người quá giảng. Phải nói đây là việc làm vô cùng cao quý, và đây là một cái việc làm mà phải nói là thể hiện cái tinh thần báo hiếu rất cao. Mời quý đồng đạo chúng ta quan lên cho gia đình mình một tràng pháo tay thật nồng nhiệt quý đồng đạo. Thưa quý vị, thì quý đồng đạo thấy rằng dân đối với người dân Việt Nam chúng ta đó, thì quý đồng đạo thấy gia đình nào cũng có cái bàn thờ tổ tiên ông bà cha mẹ, chứ có tu hay không tu thì gia đình nào cũng có cái bàn thờ để chi thờ ông bà, để nói lên cái tấm lòng hiếu đạo của người con quý đồng đạo. Do đó mà cái đạo nào mà ra đời đó mà bài bác thờ tổ tiên cha mẹ đó thì quý đồng đạo biết đó là cái đạo tà đạo chứ không phải chánh đạo. Còn chánh đạo đó là lúc nào cũng phải thờ kính tổ tiên ông bà cha mẹ,
mà đời chúng ta nhắc là hiếu trung chuyện tích sờ sờ, người đời phải biết phượng thờ mẹ cha, hay là hiếu trung lòng chớ dở quên, sống lo trọn đạo thác lên tiên đài. Thưa quý đồng đạo kính mến, chúng ta tu có rất nhiều cái pháp tu, nhưng mà quý cô bác anh chị em à, dầu cho tu nào đi chăng nữa, nhưng mà chúng ta bất hiếu rồi đó thì tu không có hành đạo được. Quý đồng đạo, quý đồng đạo thấy rằng đó, bởi vì thầy chúng ta dạy là muôn việc làm hiếu thuận đứng đầu, thiên kinh dạng điển hiếu nghĩa di tiên, muôn dạng quyển kinh của Phật thánh tiên đều dạy sự hiếu nghĩa làm đầu. Mà chính Đức Phật ngày xưa đã huyền ký trong kinh Pháp Cú đó, Đức Phật đã nói là nước buông sông đều đổ về biển cả, hiếu là cội nguồn của các pháp tu. Thưa quý đồng đạo, chính vì vậy mà hôm nay quý đồng đạo thấy hiếu là cội nguồn của các pháp tu, nhưng mà cũng có một số gì đó chúng ta hầu như đó là mình nó bị sao lãng. Quý đồng đạo bị sao lãng lắm khi chúng ta lo công việc từ thiện, chúng ta lo cái công việc đạo sự, mà lắm khi là chúng ta lo kinh doanh, lo làm giàu, lắm khi chúng ta bỏ quên đi cái chữ hiếu và lây quay đụng cái cha mẹ không còn, thì lúc bây giờ chúng ta khóc, chúng ta than thở thì ôi đã quá muộn màng rồi. Quý đồng đạo, chính vì vậy mà hôm nay quý đồng đạo à, không ai biết ngày mai như thế nào đâu. Thầy chúng ta từng bảo ai mà biết đặng ngày mai, ngày nó yên tĩnh, ngày mai thảm sầu, hay là đời không hay những chuyện xa vời. Chính vì vậy mà những gì trong tầm tay của chúng ta, những gì chúng ta làm được đối với nhất là người thân của mình, cha mẹ chúng ta, thì chúng ta gắng lo đền đáp để một ngày nào đó cha mẹ không còn rồi đó, lúc bây giờ chúng ta có than thở, có khóc lóc cũng đã quá muộn màng rồi. Quý đồng đạo, quý vị biết không, ngày xưa ông Bill Gates đó, tức là chủ tịch tập đoàn đó, là hãng chủ tịch của tập đoàn là Microsoft đó quý đồng đạo, thì trước đây ông là chủ tịch tập đoàn, nhưng mà bây giờ thì có sự thay đổi. Quý đồng đạo biết đó là một ngày nọ có cái chương trình phỏng vấn, thì những cái người tôi đến và phỏng vấn ông đó, theo ông đó, sống ở trên đời này đó, có cái điều gì mà chúng ta không được phép chần chừ, thì mọi người xung quanh đó là ai cũng lao nhau để trông cái ông nói cái gì đây. Chắc có lẽ là ông nói cái cơ hội làm giàu, cái cơ hội kinh doanh, cái cơ hội thăng quan tiến chức gì đó, ai cũng lặng tâm để nghe cái câu trả lời của ông. Thì sau khi ông đứng lên ông tuyên bố một câu đó, thưa quý vị, theo tôi đó nha, sống trên đời này có một điều chúng ta không được phép chần chừ, đó là lòng hiếu kính mẹ cha. Bởi vì lòng hiếu kính mẹ cha mà chúng ta chần chừ, chúng ta bỏ qua rồi đó, khi cha mẹ không còn thì chúng ta không còn cơ hội. Quý đồng đạo, chính vì vậy mà ca dao từng bảo là qua ngày tàn còn qua khắc nở, cha mẹ mất rồi buông thở biết tìm đâu. Chính vì vậy mà hôm nay để nhắc lại cái công ơn tổ tiên cha mẹ như thế nào, phận làm con chúng ta thọ những gì từ tổ tiên cha mẹ, và muốn đền đáp công ơn tổ tiên cha mẹ chúng ta phải đền đáp như thế nào, từ hiếu thế gian cho đến hiếu suốt thế gian một cách trọn vẹn. Và sau khi chúng ta đền đáp xong rồi thì chúng ta sẽ được cái lợi ích gì, và tai hại của người con bất hiếu ra sao, thì đây là những vấn đề ngày hôm nay chúng ta sẽ lần lượt chúng ta bàn bạc để nhắc nhớ lại với nhau. Thưa quý đồng đạo kính mến, thì quý đồng đạo nói nhớ đến cái tựa đề ân tổ tiên cha mẹ. Ân tức là ơn, là những cái gì mà chúng ta đã thọ, đã mang từ người khác thì gọi là ơn. Còn tổ tiên nếu chúng ta nói theo cái nghĩa rộng đó, tổ tiên nếu nói theo nghĩa rộng là những cái bậc tiền nhân chúng ta, người đã khai cơ lập quốc, người đã khai sáng ra giống nòi dân tộc, thì gọi chung đó là tổ tiên. Tức là những cái bậc tiền nhân của chúng ta, những người đã khai sáng ra dòng họ đất nước, cái giống nòi của mình, đất nước Việt Nam, giống dân Hồng Lạc đó, đồng đạo, thì gọi chung là tổ tiên. Còn tổ tiên nếu chúng ta nói theo cái nghĩa hẹp đó, là chỉ cho ông bà chúng ta, người đã khai sinh ra dòng họ của mình, như ông bà nội ngoại cấp cố của chúng ta đó, là tổ tiên chúng ta đó, đồng đạo. Còn cha mẹ là chỉ cho hai đấng sanh thành dưỡng dục, người đã trực tiếp sanh ra ta và nuôi ta khôn lớn nên người. Do đó mà hôm nay chúng ta bàn cái ân tổ tiên cha mẹ là chúng ta chỉ bàn trong cái ân theo cái nghĩa hẹp thôi, quý đồng đạo, theo cái nghĩa hẹp. Có nghĩa là ân của người đã trực tiếp sanh ta và gián tiếp sanh ta. Thì hôm nay chúng ta sẽ lần lượt chúng ta bàn bạc. Thưa quý đồng đạo kính mến, nói về mà cái lý do mà chúng ta thọ cái công ơn tổ tiên cha mẹ đó, thật ra không biết phải dùng từ đâu, bắt nguồn từ đâu mấy chúng ta mới nói được, quý đồng đạo. Tại vì quý đồng đạo thấy rằng đã tối về cái công ơn tổ tiên cha mẹ này đó, thì quý đồng đạo coi con người chúng ta hôm nay sở dĩ có sát năng này, dầu chúng ta khỏe mạnh hay chúng ta tật nguyền, dầu chúng ta giàu sang hay chúng ta nghèo khó, dầu chúng ta đần độn hay chúng ta thông minh, nhưng mà tất cả chúng ta ai cũng bắt nguồn từ tổ tiên ông bà cha mẹ, chúng ta mới có được cái mảnh hình hài này, quý đồng đạo. Còn không có tổ tiên ông bà cha mẹ đó, nói thiệt với quý cô bác đồng đạo, một móng tay, một sợi lông mi thôi, chúng ta cũng không bao giờ có được. Chính vì vậy mà ca dao từng bảo là có ông bà mới có mẹ cha, ông bà là gốc mẹ cha là cành, thân ta như thể lá xanh, nhờ gốc tiếp nhựa, nhờ cành dưỡng nuôi. Hay là ca dao cũng từng bảo là đã làm người đứng trong trời đất, ai mà không cha mẹ sanh thành, có cha mẹ mới có mẹ.
mình ở sao trọn nghĩa, trọn tình làm con. Chính vì vậy mà quý cô bác đồng đạo ơi, không mỗi lần mà nhắc đến công ơn tổ tiên cha mẹ đó, hầu như mỗi lần chúng ta thấy thương cha thương mẹ, không biết dùng bất mực nào mà tả cho xiết. Quý đồng đạo không nhắc thì thôi, mà nhắc ra hầu như cái cảm xúc nó dâng tràn trong lòng của mình. Quý đồng đạo, quý đồng đạo coi, từ khi chúng ta nằm trong bào thai rồi sanh ra rồi nuôi cho chúng ta đến lúc trưởng thành, cái công ơn ấy không có bất mực nào mà diễn tả cho hết. Dầu chúng ta có dùng cái không gian này chúng ta làm giấy, dùng nước biển của đại dương này chúng ta làm mực để chúng ta mô tả đến cái công cha nghĩa mẹ đó, cũng không bao giờ tả hết được. Quý đồng đạo, chính vì vậy mà ca dao người ta từng bảo, đố ai đếm được lá rừng, đố ai đếm được mấy tầng trời cao, đố ai đếm được vì sao, đố ai đếm được công lao mẫu từ. Thưa quý đồng đạo, ma sắc thánh thì dạy qua 9 chữ cù lao, kinh Phật thì dạy qua 10 điều ơn, nhưng mà dầu 10 điều ơn hay 9 chữ cù lao cũng giúp chúng ta cụ thể quá một phần nào đó thôi, nhưng mà không thể nào lột trần hết được. Quý đồng đạo à, thầy chúng ta từng nhắc là dạng 10 ơn mới đạo làm con, lúc sanh sống trở nên phụ bạc, hay là ở ăn cho dạng 10 ơn cảnh tình hiền đức gặp cơn khải hoàng. Quý cô bác anh chị em ơi, nhất là thương nhất là bên phụ nữ, những cái người mẹ sinh con đó, quý đồng đạo thấy anh, lắm khi 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, nhưng mà trong cái giai đoạn sinh con đó, lắm như khi là tử thần trực hờ bên giường xanh của mẹ. Người ta thường bảo là đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình. Lắm khi sinh con ra rồi, người mẹ chưa gặp mặt con lần nào là phải chút hơi thở rồi đó quý đồng đạo. Có lắm khi những cái cơn sanh nó chắc trở, những cái điều nó nguy nan đến với thân người mẹ, thì cha mẹ chúng ta cũng phải bằng lòng, phải chấp nhận, miễn làm sao cho con mình được chào đời. Dầu cho cha mẹ có hy sinh cũng không bao giờ màng đến với đồng đạo. Rồi sinh ra rồi thì sao, bắt đầu mở cái tình thương yêu, mở cái sự lo lắng dồn hết cho con với đồng đạo. Hãy con bệnh, con đau, con ho, con sốt, thì lắm khi cha mẹ phải thức trắng đêm, bao nhiêu tiền của cũng phải dồn hết cho con, miễn cho con được mạnh lành mà thôi. Hãy con ho thì lòng mẹ tan tành, con sốt thì lòng mẹ như bình nước sôi. Nuôi con buôn tạo bán tặng, chỉ mong con lớn non thân với đời. Những khi trái gió trở trời, con đau lòng mẹ đứng ngồi không yên, nhọc nhằn vất vả triền miên, chạy lo bát gạo đồng tiền nuôi con. Quý cô bác anh chị em ơi, những gia đình giàu thì không nói làm chi, nhất là những cái gia đình nghèo khổ rồi đó. Con nói cha mẹ tạo tặng hôm sớm, mình thấy đứt ruột lắm quý đồng đạo, đứt ruột lắm. Quý cô bác anh chị em, vậy đó mà lắm khi con nó lớn lên rồi đó, lắm khi cha mẹ bệnh đau, hay cha mẹ ăn uống không được, thì lắm khi người con lại quên hết quý đồng đạo, quên hết. Quý đồng đạo thấy không, thời bây giờ đó mà con nó ăn không được thôi, thì cha mẹ phải làm tội cách nào đó cho con mình ăn được. Lắm khi cổng cho nó đi qua nhà này, cổng cho nó đi qua nhà kia, để trên chiếc xe đó, đẩy hết nhà này sang nhà kia, đút từng cái muỗng cơm. Còn đến khi cha mẹ mình già rồi đó, quý cô bác mình có nuôi cha nuôi mẹ giống như mình nuôi con của mình không? Có khi nào cha mẹ ăn không được á, chúng ta là cổng cha mẹ, ẩm cha mẹ, đi ra đi vô hay làm sao cho cha mẹ ăn được? Hay cha mẹ mình buồn rồi đó, chiều chiều mình có khi nào mình cổng cha cổng mẹ, hay đẩy cha đẩy mẹ đi ra phố, đi ra làng rồi dạo chơi, để mà mình cho cha mẹ mình được vui không? Chắc không có, phải không quý đồng đạo? Còn cha mẹ đó, hãy con mà có nét mặt của con buồn thôi là cha mẹ cũng héo hắt vì con. Con vui thì cha mẹ vui, còn con buồn thì cha mẹ buồn. Quý đồng đạo thấy, chính vì vậy mà quý cô bác ơi, có nhiều cụ già than thở đó, tao không có mong gì hết trơn á, tao chỉ mong làm sao con tao nó nuôi tao giống như nó nuôi con của nó thôi. Mà không được, con của nó ăn không được, nó tìm mọi cách cho con nó ăn. Con nó bệnh, nó đau rồi, mọi cách nào đó cũng phải lo đi bác sĩ. Nửa đêm 12 giờ phê cũng đi bác sĩ. Mà không có tiền rồi thì sao? Dầu bạc nóng, bạc lạnh cỡ nào, bạc 10 phân cũng phải hỏi để mà lo cho con. Nhưng mà đến khi cha mẹ già rồi thì sao? Con cái nó buông những cái câu già rồi ai không bệnh, không đau, gấp gì? Lắm khi không có tiền thì nó nói đợi mùa, hết mùa này sang mùa kia. Còn đi nuôi cha nuôi mẹ mà lâu quá thì than thở, tấm hụi chết này không biết chừng nào mới mãn. Phải không với đồng đạo? Chính vì vậy mà ta thường nói là mẹ nuôi con như biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng, tính ngày. Lắm khi hy sinh hết cho con, móc ruột hết cho con, quý cô bác anh chị em à, chúng ta có đọc một cái tờ báo mà lắm khi chúng ta khóc quý đồng đạo, khóc tại vì cái hình ảnh này giống cái hình ảnh của mẹ thôi đó mà chúng ta khóc đó. Cái bà cụ này nè, tên ai chồng chết thì có một đứa con cho nó ăn học. Quý vị biết rằng cho nó ăn học tới lớp 9 thì bắt đầu nó xin mẹ ơi, bây giờ mẹ bệnh rồi, con cho mẹ cho con nghỉ đi, con ở nhà con đi làm gì, bán vé số gì cũng được để con giúp cho mẹ. Thì bà mẹ mới dặn con, bà tán cho
con một Phật tan. Bà nói đừng bao giờ nói cái câu nói là cho con nghỉ học. Bà tán một Phật tan, bà khóc gồng hai hàng nước mắt. Bà nói từ nhỏ tới lớn bà chưa bao giờ đánh con bằng một Phật tan nào hết. Nhưng mà bữa nay vì con xin nghỉ học đó mà bà tức quá, bà tán cho con một Phật tan mà bà khóc. Bà nói con cứ đi học đi, mẹ sẽ lo cho con đủ đầy, con đừng có ngại ngùng gì hết chứ. Quý vị biết không, bắt đầu đứa con nó vào học lớp 9 rồi lây quay nó làm nó lên tới đại học quý vị. Học có 12 rồi đây. Quý vị biết cái năm đó đó là trường học đó thì đóng học phí riêng rồi đóng gạo riêng với đồng đào, phải đóng gạo hàng tháng như vậy đó. Thì bắt đầu sáng sớm mà lúc trước thì bà mẹ bắt cái chân bà không có bị đau khớp, bà còn đi làm mướn người này làm mướn người kia được. Nhưng mà sau thời gian thì bà bị cái chân đau khớp quá, thành ra không có ai mướn bà làm chứ, bà đi thất nghiệp. Nhưng mà bà nói với con á, mẹ đi làm ở xa, sáng sớm là bà đi rồi. Nhưng mà với đồng đạo biết bà đi đâu không? Bà đi xin với đồng đạo. Nhưng mà bà đi ăn xin ở trong cái làng của mình á, thì sợ con của mình nó biết rồi, nó xấu hổ với bạn bè, nó không có chịu đi học. Tại cách cái nhà của bà đi qua tới cái chỗ ăn xin đó là với đồng đạo biết là mười mấy cây số, bữa nào cũng sáng sớm là lội đi. Cái chừng mà bà đi, bà đóng tấm gạo cho người ta đó, thì mỗi tháng vậy là phải đóng 30 kg gạo cho cái người con. Quý vị biết không, đóng gạo cái tháng đầu á, thì mấy cái người mà giữ làm nấu nướng đồ trong trường đó, người ta nấu cái gạo của bà đó, gạo của bà như vậy là không có chấp nhận nha. Gạo của người ta có một thứ gạo thì dễ nấu, còn gạo của bà đưa vô đủ thứ loại gạo hết trơn, sao người ta nấu được. Cái xài xẻ bà cũng nói mấy vị thông cảm đi, tại vì gạo của con vậy đó. Tới tháng thứ hai tới tháng thứ ba người ta nói bộ bà hàng trăm mẫu đất hả, bà xả đủ thứ giống hết trơn hả gì, mà sao bà đóng gạo gì đủ thứ loại chân vậy, sao nấu được. Bắt đầu sao với đồng đồng, bắt đầu người ta không nhận nữa, không nhận nữa. Cái bà khóc với đồng đồng, bà khóc bà mới nói thiệt với quý cô quý chú ở đây đó, thông cảm giùm cho tôi, bởi vì nhà tôi quá nghèo, tôi phải đi ăn xin gom từng cái lon hạt gạo tình thương của người ta, ta cho ăn tôi mới đủ cái tôi đóng tiền đóng gạo cho con tôi đi học. Quý vị biết không, bắt đầu nhà trường nghe anh dạy rồi cũng thương bà quá, từ đó về sau là miễn cái vấn đề đóng gạo và miễn luôn cái tiền đóng học phí. Và sau khi con bà học xong rồi đó, đậu cái bằng tốt nghiệp, đậu cái điểm rất cao với đồng đạo, người ta mới mời con của bà đi lên trên đó là lễ đài với đồng đạo, lên lễ đài bắt đầu người ta trao cái bằng tuyên dương, cái bằng đại học xong rồi đó là bắt đầu người ta trao cái bằng thưởng, rồi người ta mới mời đó là cái xin mọi người hãy hướng lên để nhìn một cái người mẹ chỉ đại nhất. Quý đồng đạo biết không, thì cái em này cũng không biết mẹ của mình, cái bờ bà mẹ nào là chỉ đại nhất. Tới chừng đó người ta mới cho ngay đó phía sau, người ta dẫn bà mẹ lên. Đứa em này dòm bà mẹ của mình gọi ôm với nhau khóc nức nở với đồng đạo. Người ta tuyên bố đó, người ta đưa lên cái bao gạo đó. Cái bao gạo này nè, cái bao này là cái bao gạo mà phải nói là trên đời này đó, giàu vàng 10 đi chăng nữa cũng không đổi được cái bao gạo tình thương của bà mẹ hằng ngày để đi quyên góp để nuôi cho con ăn học. Quý cô bác anh chị em ơi, đọc tới chỗ này rồi đó, lắm khi mình thấy đã đau bệnh như vậy đó, đi không nổi, lết không nổi, mà còn sợ con mình cho nó nghỉ học rồi đó, sau này nó khổ, mà phải đi xin từng cái hạt gạo để đem về nuôi cho con, miễn mong cho con được thành tài mà thôi quý đồng đạo à. Chính vì vậy quý cô bác anh chị em ơi, tình thương của cha mẹ đó, ca dao ta từng bảo là biển đông có lúc đầy dơi, chớ tình cha mẹ suốt đời tràn dân. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phụ kính công cha. Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy, cha che chở đời con. Quý cô bác đồng đạo ơi, lắm khi những cái trường hợp phải hy sinh thì sao? Những trường hợp bắt đắc phải hy sinh là người mẹ, người cha phải hy sinh đời mình để cứu con. Hôm gọi cái trận bão ở lũ, ở làng lũ đó với đồng đạo, làng lũ đó với đồng đạo thấy cái hình ảnh chưa? Cái hình ảnh rất đẹp của một cái người mẹ mà nằm lấy cái răng của mình mà che chắn cho đứa con nằm ở phía dưới. Với đồng đạo đó chấp nhận cái con đó là động đất sụp ập xuống rồi đó. Người ta, cảnh sát giao thông người ta đó, mấy anh bộ đội người ta móc lên cái hình ảnh bà mẹ nằm che chắn cho đứa con nằm ở phía dưới, mong rằng làm sao cho con mình được an toàn. Nhưng mà cuối cùng rồi hai mẹ con phải chết hết. Phải chơi với cô bác anh chị em, hôm rồi mà chúng ta có đọc cái tờ báo ở ngoài nước Nga với đồng đạo, thì cái người mẹ này mặc dầu là cái người mẹ rượu chè nghiện ngập, nhưng mà lắm khi gặp cái hoàn cảnh bất chắc rồi đó cũng phải hy sinh đời mình để cứu con. Thế nên hôm nay quý cô bác đồng đạo ơi, có những đứa con đó, lắm khi cha mẹ đó biết tu, cha mẹ có đạo đức đó, thì con cái nó có hiếu, nó thương cha thương mẹ,
mẹ mà nghiện ngập rượu chè, cha mẹ mà sống không có ra gì rồi đó, lắm khi con cái nó bất mãn, lắm khi nó chửi cha chửi mẹ, nó không có thương với đồng đạo. Chúng tôi đọc cái tờ báo này lắm khi chúng tôi khóc. Quý vị biết không, một cái chị này đó là cái người nước ngang, một cái chị nghiện ngập rượu chè dữ lắm. Vào một cái buổi chiều tối thì chị đi mua rượu, chị đi mua rượu thì đứa con 7 tuổi của chị đó nó khóc nó chạy theo. Chị nói không được, giông to gió lớn này con phải ở nhà đi, bây giờ bên ngoài đó là bão rét, đó là đông băng, nó đóng ngập đường hết trơn à, con phải ở nhà con không có được đi theo mẹ nghe. Mẹ chạy mẹ đi mua rượu rồi mẹ về, mặc dầu là rượu chè như vậy nhưng mà đứa con không nghe quý vị, nó chạy theo mẹ. Chạy theo mẹ thì đi tới chỗ mua, đi mua rượu xong rồi đó, quý vị biết không, tự nhiên cái bão đó ngập tới, mà bão tuyết với đồng đạo biết, bão tuyết là nó băng nó sẽ đóng kín hết trơn à, cách nhà cũng không có bao lâu mà chị ta không cách nào chạy về tới nhà được. Chính vì vậy mà chị ta mới lột hết quần áo của chị ta ra, chị ta ôm, chị ta quấn đứa con với đồng đạo, quấn đứa con cho kín lại rồi chị ta ngồi ôm, ôm đứa con cứng ngắc như vậy nè. Quý vị ơi, tới sáng đó công dân đường phố người ta quét rác, quét tuyết đó, thì người ta gặp giữa đường một cái đống tuyết nó cao sồ lên, người ta đi lại người ta mới tắn tảng cái tảng băng đó ra để người ta quét. Một cái hình ảnh của người mẹ lột hết quần áo quấn cho con với đồng đạo à, quấn cho con cứng chặt, thì lúc bây giờ đứa con nó còn được cái hơi ấm, mặc dầu tuyết nhưng mà nó còn được cái hơi ấm, do đó mà đứa con nó còn sống. Ta đem đến bệnh viện người ta cấp cứu với đồng đạo, còn người mẹ đã hy sinh đã chết rồi. Quý cô bác đồng đạo ơi, lắm khi mình thấy đứt ruột đứt gan, những cái hoàn cảnh hy sinh là cha mẹ phải hy sinh để cứu con. Ở gần chúng tôi, cách nhà chúng tôi có một cây số thôi, vào rằm tháng 7 năm rồi chúng tôi đi thuyết giảng mà tới 4 giờ sáng đi ngang rồi thấy cái hình ảnh tang thương của đồng đạo, quả quạt nó cháy nhà. Thì cái người này cũng là bà con của chúng tôi kêu bằng anh, nhưng mà anh ta mới có 44 tuổi thôi. Thì tự nhiên 4 giờ phiên chạy thì nó chập điện nó cháy nhà của đồng đạo. Mà nhà của anh thì buôn bán là máy xăng máy dầu đó. Chính vì vậy mà sau khi nó chập điện nó cháy nhà thì bên ngoài người ta la quá sức la rồi, trong nhà hay được. Anh ta ở trên gác lầu, anh ta nghe chạy rồi anh ta mới chạy xuống đánh thức vợ chứ cháu của mình, làm sao phải mở cửa chạy ra ngoài đi. Mới vừa đánh thức xong thì anh ta nhớ lại đứa con nó ngủ chung với mình ở trên gác lầu, anh ta mới chạy cho lên để ẵm con với đồng đạo. Mà đứa con nó 13 tuổi nhưng mà nó mập lắm, nó tròn trịa thấy thương dữ lắm. Anh ta lên đó rồi chắc có lẽ là con mình nó ngủ sai quá, ẵm không nổi mà khối với đồng đạo biết rồi đó. Nhà mà chứa xăng chứa dầu nó cháy dữ lắm quý vị ơi. Chính vì vậy mà anh ta quay trở lên rồi khói nó mịt mù hả sao không biết, mà cuối cùng hai cha con không đi xuống được, nên cuối cùng hai cha con nằm ôm với nhau mà chết trên cái gác lầu với đồng đạo. Quý vị thấy đứt ruột đứt gan, đáng lẽ anh ta không thương con đó thì anh ta chạy xuống anh ta đã sống rồi, nhưng mà quá sức thương con thà chết cùng con chứ không thể bỏ con mình được với đồng đạo. Quý cô bác anh chị em, chúng con nói tới cái tình cha tình mẹ phải nói là thiêng liêng, là ngập tràn trong tâm thức chúng ta với đồng đạo à. Thưa quý cô bác anh chị em, nhất là với đồng đạo thấy không, con đi đâu thì cha mẹ tư tưởng của cha mẹ nương theo chỗ đó. Quý vị thấy đó, hôm rồi mà có ông bác này ông cầm chiếc điện thoại cùi bắp đi ra cái tiệm di động mà ông sửa, ông nói mấy chú ơi, mấy chú làm ơn mấy chú sửa giùm cái điện thoại tôi xôi, sao mà một tháng nay rồi đó cái điện thoại tôi nó hư. Cái người ta nói ông ơi, cái điện thoại của ông nó đâu có hư gì đâu mà ông đem ra ông sửa, không hư sao chú, sao mà cả tháng nay rồi đó mà con tôi nó không có điện về. Vì vậy mà tôi trong từng cái khúc điện thoại của nó, mà tôi tưởng đâu cái điện thoại của tôi nó hư, vì vậy mà con tôi nó không có điện về được, cho nó tôi đem ra tôi sửa để cho nó điện về. Quý vị ơi, cha mẹ tình thương của cha mẹ theo chúng ta từng cái nhịp thở, từng cái bước đi của chúng ta. Mà lắm khi chúng ta lo tâm việc này việc kia rồi đó, chúng ta quên điện về thăm cha thăm mẹ. Lắm khi những em học sinh đó thì sao, điện người yêu, điện bản thân, lắm khi một ngày điện 2-3 lần, lắm khi một tuần vậy chúng ta điện không biết bao nhiêu lần. Còn lắm khi chúng ta đi xa nhà mà chúng ta quên đi cha mẹ, lắm khi không có điện thoại gì về hết với đồng đạo à, mà chúng ta biết không, cha mẹ ngày đêm nóng nóng tin tức của con từng giờ từng phút, mà lắm khi chúng ta không hay với đồng đạo. Rồi nhất là có những đứa con hư thì sao, những đứa con hư rồi đó, cha mẹ ngày đêm sơ sát buồn rầu. Miễn khi nào mà cha mẹ mà con mà nó đi ăn đi nhậu hay đi chơi ở đâu về rồi cha mẹ mới ngủ được. Chúng tôi chứng kiến những cái bà cụ già ấy, gần chúng con á, mình nhìn mình khóc luôn đó với đồng đạo. Đêm đêm vậy là mở cửa chờ con, chừng nào con nó về mới đi đóng cửa ngủ. Còn con nó không về rồi đó là không có ngủ được, sợ không biết nó đi ra đường rồi đó, nó làm những cái điều gì đây, nó có hại làng hại xóm, nó có giết người hay không, nó làm những cái gì tàu bại hay không, sợ dữ lắm với đồng đạo à. Nhậu cho con nó tệ cỡ nào nhưng mà sao với đồng đạo, con nó phụ cha mẹ, con nó phản bội cha mẹ, con nó từ cha mẹ. Nhưng quý cô bác đồng đạo có khi nào thấy
phải cha mẹ từ con không? Cha mẹ không bao giờ từ con, chỉ có con từ cha từ mẹ là có, phải không quý đồng đạo? Quý vị ơi, chẳng lẽ ở đây mình kể chuyện đời xưa hoài cho thật ra cái tình cha tình mẹ thiêng liêng. Hôm rồi chúng tôi đọc cái tờ báo mà chúng tôi khóc không biết bao nhiêu nước mắt. Tại vì bà mẹ này bà cũng là mẹ giá con, cũng chung cái hoàn cảnh ngồi của chúng con cũng mồ côi sống với mẹ từ nhỏ, 15 tuổi là mồ côi và sống với mẹ. Mẹ thương con không biết bao nhiêu quý đồng đạo. Tới chừng mà cái bà này bà có đứa con, bà cho nó ăn học xong rồi đó, tới lớp 9 bắt đầu nó đòi á nghe, đòi điện thoại nè, rồi đòi là xe xịn nè, rồi đòi máy tính, đòi đủ thứ chân. Bà mới nói con ơi, mẹ cả mấy tháng nay không có ai mướn mẹ làm chứ, vì vậy mẹ không có tiền, con ráng đi. Vậy qua cái đợt mà tao mướn mẹ làm có tiền rồi đó, con muốn cái gì mẹ cho con cái đấy, muốn điện thoại mẹ cho con điện thoại, muốn máy tính mẹ cho con máy tính, muốn xe mẹ cho con xe. Nhưng mà bây giờ con ráng đạp xe đạp đi học đỡ đi con, lúc này mẹ thất nghiệp quá. Thì đứa em này với đồng đạo biết lớp 9 nó có 14, 15 tuổi thôi mà nó dám đưa một câu, bây giờ mẹ không làm lo cho con nó, con nghỉ học để tự con làm con sống con có được không? Quý vị coi, mới 14, 15 tuổi bắt đầu bỏ nhà ra đi quý vị, bỏ nhà ra đi. Tôi nói bà mẹ ở nhà đó nha, bà đi tìm kiếm con không biết là bao nhiêu, bà đăng tin đầu này đầu kia để bà đưa lên cái hình ảnh đó của con của bà kiếm con. Nhưng mà đứa trẻ này quý đồng đạo nó đi theo bụi đời quý vị ơi. Nó đi ra rồi đó, không có ai muốn gì nó làm chứ. Do đó mà nó được ngày nọ nó đi lại, nó làm cái quán bia ôm quý đồng đạo, làm trong cái quán bia ôm. Mà mới có 13, 14, 15 tuổi thì quý đồng đạo làm trong cái nghề nghiệp đó rồi thì sao? Một thời gian thì bắt đầu nhan sắc tàn phai, người ta đuổi việc nó. Ta nói bây giờ cô làm không có bắt khách nữa, đuổi cô về. Quý vị biết không, bây giờ mang cái bệnh thế kỷ, nhan sắc tiều tị. Bây giờ người ta đuổi về không biết đi về đâu, mới nhớ lại mẹ của mình. Bây giờ thôi mình còn cách là chắc mẹ mình không chặn mình, bây giờ mình phải dây trở về nhà thôi, chứ không còn cách nào nữa hết. Cô ta đi lang thang để mà đi tìm về quê hương với đồng đạo. Cái ngày nọ cô ta đi về ghé ngay cái quán cà phê, cô ta kêu một cái gói cà phê ra, một cái ly cà phê cô ta uống. Theo cái kiểu sành điệu bây giờ đó, cô ta mới rút cái điếu thuốc ra cô ta hút. Vừa rút cái điếu thuốc ra hút, ngã khói xung mây, cô ta nhìn vô dẫn lên trời, nhìn vô cái bức tường, thấy một cái tờ báo, là một cái tờ giấy là để mẹ tìm con, thông tin là mẹ tìm con. Thì nhìn cái tờ báo đó là cô ta biết mẹ mình đang tìm mình. Chính vì vậy mà cô ta bắt đầu mừng quá sức mừng, bây giờ mẹ mình đang tìm mình quay trở về, chắc lẽ mẹ mình không có giận. Bắt đầu cô ta quay trở về quý đồng đạo, về tới nhà 12 giờ đêm. 12 giờ đêm mà cái cánh cửa nhà đó mở toát ra, đèn thì thắp sáng trưng hết trơn, không có đóng cửa. Cô ta bước vào, cô ta nói mẹ ơi con đã về đây. Bà mẹ ở trong bụng ăn sao bà ngủ, mà khi nghe cái tin mẹ ơi con đã về, bà ta chung ra mà không kịp dở cái mùng lên, tung nhào cái mùng mà nó xúc luôn, mà nó tuột theo bả luôn, vắn theo quý đồng đạo. Bà ta chạy ra, bà ta ôm con, bà ta khóc. Cái cô ta nói mẹ ơi sao 12 giờ đêm như vậy mà mẹ không đóng cửa, mà mẹ không tắt đèn, mà mẹ để cửa tăng quát vậy mẹ. Mẹ nói con ơi, từ ngày con đi tới nay cách 3 năm trường, ngày cũng như đêm mẹ luôn mở cửa để chờ đón con về con ơi. Quý cô bác đồng đạo thấy không, mấy năm trường như vậy đó mà con nó đã bỏ mẹ nó đi rồi, nhưng mà ngày cũng như đêm luôn luôn lúc nào cũng mở cửa để chờ đón con về con ơi. Thưa quý cô bác anh chị em, con giàu lớn cũng là con của mẹ, nó đi suốt đời lòng mẹ dẫn theo con. Chính vì vậy mà biển đông bát ngát đại dương không bằng sánh được tình thương mẹ hiền. Thưa quý cô bác anh chị em, mình nói không thể nào nó hết được. Nếu công ơn này đó mà chúng ta để cha chúng ta, để mẹ chúng ta trên hai vai, chúng ta gánh cha gánh mẹ đi giáp hòn núi tu di, cũng không bao giờ chúng ta đền đáp được quý đồng đạo, cũng không bao giờ đền đáp được. Chính vì vậy mà trong kinh thần dạy chúng ta là sao? Ví như vai trái cổng cha, vai mặt cổng mẹ, chạy qua mấy dòng, qua ngọn núi tu di mấy bận, ra gấp đông đổ máu tuôn đầy, trải trăm ngàn kiếp như vậy cũng chưa trả hết ơn này mẹ cha. Thôi đừng có ai tự hào, tôi lo cho cha mẹ tôi đầy đủ hết trơn à, không thiếu cái gì chứ. Tôi là số có hiếu số 1 rồi, chứ thật ra chưa bao giờ chúng ta đền đáp được một phần nào đâu quý đồng đạo à. Mặc dù hôm nay là thiếu như vậy đó, chứ chúng ta chưa có gọi là đại hiếu được đâu, mà chúng ta phải đền đáp như thế nào sau này chúng ta mới xứng đáng là cái người con đại hiếu cô bác anh chị em. Chính là vậy mà hôm nay thì mình sơ lược qua một số cái công ơn của cha mẹ, để rồi chúng ta thấy đó mà chúng ta cố gắng chúng ta đền đáp với đồng đạo. Người xưa từng bảo chúng ta là tri ăn báo ăn, không quan hòa giả, hữu ăn bắt báo, khi duy nhân
Dạ. Biết ơn báo ơn sáng đẹp tốt tươi, biết ơn không đáng, không đáng làm người. Thì hôm nay để xứng đáng một con người sống trong trời đất, xứng đáng là một con người biết tu hành, biết đạo đức, thì chúng ta phải đền đáp công ơn cha mẹ như thế nào đây? Thưa quý đồng đạo, ngày xưa Đức Khổng Tử từng dạy chúng ta đó, hiếu hữu tam, đại thứ tôn thân, kỳ thứ rất nhục, kỳ hạ năng dưỡng. Có nghĩa là hiếu có ba phần, một là phải tôn kính cha mẹ, hai là chúng ta không làm điều gì nhục nhã cho cha mẹ, ba là chúng ta phải nuôi cha, dưỡng mẹ. Đó ngày Đức Khổng Tử dạy chúng ta như vậy. Còn ngài Tôn Tử thì dạy đó, người con có hiếu phải thể hiện đủ năm mặt với đồng đạo à. Hiếu tử chư sự răn, cư tắc chí kỳ kính, dưỡng tắc chí kỳ lạc, bệnh tắc chí kỳ ưu, trang tắc chí kỳ ai, tế tắc chí kỳ nghiêm. Có nghĩa là làm con hiếu hậu có năm phần: cư xử hết lòng kính tấn thân, nuôi dưỡng hết lòng còn lạc khỉ, bệnh đau hết ý thuốc cùng thang, đến khi tử biệt còn thương tiếc, cúng kiến trang nghiêm. Lễ rõ ràng à. Thì hôm nay chúng ta ôn lại coi lời của Đức Thầy chúng ta dạy báo hiếu như thế nào. Thưa quý các đồng đạo, Đức Thầy chúng ta là một Phật, vị Phật với đồng đạo à. Xưa nay không có mấy khi dương trần có Phật. Vậy thì xuống đây Thầy dạy chúng ta không thiếu một cái chỗ nào hết. Giảng này ra cuối mùa thu dạy ăn, dạy ở, chữ tu dương trần, dạy tận tường, chẳng chút nào sai. Thì nói về cách báo ơn thôi, thì mình thấy Thầy chúng ta dạy rất là tận tường, rất là chi tiết, rất là đầy đủ với đồng đạo. Thầy chúng ta dạy chúng ta báo hiếu từ thế gian cho đến hiếu xuất thế gian, từ hiếu tinh thần cho đến hiếu vật chất một cách trọn vẹn với đồng đạo. Với đồng đạo thấy thứ nhất là hiếu dưỡng. Nói về cái tâm hiếu dưỡng là bổn phận làm con, thì làm sao chúng ta phải dưỡng nuôi, dưỡng hiếu nuôi hiếu kính ông bà cha mẹ chúng ta. Mà thầy chúng ta dạy là nương gia đình, kính trọng cội thung, lo nâng đỡ trong ngày tuổi hạt. Mẹ cha là kẻ trọng ân, dưỡng nuôi báo hiếu lúc thân yếu già. Chính vì vậy mà về vật chất đối với đồng đạo, thì quý thầy chúng ta dạy là phải lo cho cha mẹ khỏi đấu rách, khỏi bệnh hoạn ấm đau. Nếu ai biết chữ tu trì, cha mẹ còn sống, vậy thì cho ăn. Thầy chúng ta nhắc cái chỗ này rất là nhiều nữa lần đầu. Nó bình thường lắm khi cha mẹ chúng ta còn sống mà chúng ta lo công danh mà quên chữ sanh thành. À, lắm khi chúng ta mình sanh ra có con, có cái trong gia đình, lắm khi chúng ta mua đồ ăn về đó là sao? Con mình còn nhỏ, cháu mình còn nhỏ, cứ lo cho con, cho cháu ăn không? Nghĩ rằng ông bà cha mẹ mình chắc là sống hoài với mình. Vì vậy mà lắm khi chúng ta lo cho con, lo cho cháu mà chúng ta quên đi cha mẹ của chúng ta đối với đồng đạo. Ngày hôm nay với đồng đạo thấy không? Lắm khi chúng ta không có quan tâm, không có thương, không có lo rồi đó, đợi đến khi chết rồi đó, chúng ta mắt đem mâm cao cổ đầy, chúng ta dâng cúng. Thì lúc bây giờ chúng ta dâng cúng cho ai với đồng đồng? Lúc sống mà chẳng cho ăn, đợi khi đến chết á, làm nhăn tới ruồi. Chúng ta chỉ làm cái mâm đó, chúng ta đem lên đăng đăng đầy đầy đó, chúng ta chỉ cúng mấy con ruồi mà thôi. Chứ mình, cha mẹ chúng ta bây giờ không có còn ăn được với đồng đồng. Do đó mà làm sao phải no cho cha mẹ chúng ta lúc còn sanh tiền đây? Thì quý đồng đạo à, người xưa từng bảo là tích cấp phòng cơ dưỡng nhi đại lão, tích chữ nó gạo là chờ lúc tối, nuôi con thì chỉ mong con nuôi lại lúc tuổi về già. Mà lúc tuổi về già mà con cái mà không quan tâm, không thương, không lo rồi đó, thì cha mẹ chúng ta biết cậy nhờ ai bây giờ đây quý đồng đạo? Quý vị thấy không, có những đứa ông cha bà mẹ già cả như vậy đó, mà phải đi ra đường đó bán từng cái tờ vé số để về mà nuôi thân. Chúng con chứng kiến cái cảnh này mà chúng con khóc quý đồng đạo. Hai ông bà già khoảng 80 tuổi dìu với nhau đi bán vé số. Chúng con hỏi ông bà ơi, ông bà có con cháu gì không mà ông bà phải dìu với nhau đi bán vé số như vậy? Ông bà nói có tới 5 người con đó cô. Mà ở với con trai thì sao? Ở với con trai thì con dâu nó nói này nói kia chị không có nổi. Còn ở với con gái rằn rể nó đi nhậu về á, nó chửi chó chửi mèo. Chính vậy mà thôi đi ông bà dìu với nhau đi bán vé số đi, được đồng nào ăn đồng nấy như vậy đó, mà cái tâm nó an hơn. Quý vị à, quý vị coi trong cái những cái nơi nhà dưỡng lão coi, tôi nói nghe không biết bao nhiêu cha mẹ già người ta đem bỏ trong nhà dưỡng lão với đồng đạo à. Quý vị thấy không, cái nơi trường học á thì ngày ngày như vậy, không biết bao nhiêu phụ huynh cha để mà chờ đón con về. Còn cái nơi nhà dưỡng lão quý vị coi coi, có được cái bóng dáng người con, người nào, người con, người cháu nào mà về bước chân vào đó để mà đón cha đón mẹ về đâu quý đồng đạo? Hãy đưa vô đó rồi đó, hầu như là muốn giao thác hết cho người ta quý đồng đạo à. Mà quý đồng đạo coi coi, mình thương dữ lắm quý cô bác anh chị em. Chúng con mà không gọi đi ra ngoài tại cái cô Hồng, ban trị sự của xã Phú Hữu, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, ngoài Cát Lái đó, chúng con chứng kiến một cái cụ già mà chúng con thương quá sức thương, không biết phải nói làm sao. Bà ngồi bà khóc nức nở. Chúng con hỏi bà ơi, sao bà khóc dữ vậy? Bà có con cái gì không? Cái cô Hồng có đi lại tới, cô nói em à, gia đình
đình của bà cụ này con cái giàu không đó em, giàu không đó. Nhưng mà tại vì á, người làm công ty làm xí nghiệp rồi làm chủ này chủ kia về vậy mà không có nuôi mẹ cha được, bà mẹ già gửi vô đây cho con. Nhưng mà quý vị biết không, cái lúc đầu á, vô thì còn đưa điện thoại cho cô Hồng liên lạc. Nhưng mà một thời gian có chừng bà bệnh quá sức nặng rồi đó, cô Hồng có mấy điện lại cái người con thì không có liên lạc được, cái đồng đập không có liên lạc được. Rồi lúc bây giờ cô Hồng nói không có liên lạc được, thấy bà yếu quá rồi không biết bà sống không. Nhưng mà trời anh cũng phù hộ, cô Hồng hết lòng lo thuốc thang rồi cuối cùng bà khỏe lại. Cái đồng đập bà khỏe lại rồi bà ngồi ngày đêm bà ngồi bà khóc không à, bà khóc bà nhớ con bà nói sao cho con đâu đó gặp mặt đâu thôi, tao không có cần cái gì hết trơn á, miễn làm sao tao gặp mặt con thôi ha, tao nhớ nó quá sức rồi, vì vậy mà ngày nào tao cũng khóc hết trơn. Quý vị coi coi con nó bỏ trong nhà dưỡng lão vậy đó, bệnh đau nó không quan tâm mà bây giờ liên lạc không được mà vậy đó, mà cha mẹ vẫn nhớ con. Quý cô bác anh chị em mà đừng bao giờ ai có cái tư tưởng gửi vô nhà dưỡng lão có người ta nuôi, bởi vì cha mẹ sanh mình ra biết bao nhiêu là cái công ơn cực khổ, còn người ta đó là người ta làm từ thiện thôi chứ người ta đâu có thọ cái công ơn gì đâu, mà tại sao người ta phải nuôi. Còn hôm nay chúng ta đã mang được cái thân hình này, chúng ta làm được giám đốc, làm được kỹ sư, làm được những cái chức phận cao như vậy, mà chúng ta đành nào chúng ta bỏ cha mẹ trong nhà dưỡng lão với đồng đạo. Quý cô bác anh chị em ơi, thầy chúng ta dạy sao với đồng đạo, bằng cùng cũng sớm liệu toan, giữ tâm ngay thảo sớm làng mở yêu, mộ khang thần tỉnh cần triêu, khỏi cơn hoạn nạn lam kiều được lên. Có nghèo củi núi rau non, nuôi cha nuôi mẹ cho tròn nghĩa xưa. Tao phải là đại giàu mới nuôi được, không những người giàu người ta còn bỏ cha bỏ mẹ kia. Nhưng mà nghèo, nhưng mà chúng ta lo theo cái phận nghèo, để làm sao cho tròn thôi với đồng đạo à. Thưa với đồng đạo, mẹ già ở cấp đường chăm tối thâm xóm giếng mới đàn dạ con. Còn lắm khi chúng ta không quan tâm, chúng ta bỏ mặt, lắm khi 2-3 tháng trường chưa có thăm lên gì hết với đồng đạo à. Rồi đụng cái cha mẹ không còn thì sao, cái khóc khóc ầm ầm khóc cho nó thật nhiều lần. Đó là cho chúng ta tiếc nối thôi với đồng đạo. Còn hàng ngày mà lo cho cha mẹ đủ đầy rồi, khi cha mẹ qua đời chúng ta không có gì để chúng ta khóc cho nhiều hết với đồng đạo. Thưa quý cô bác anh chị em, chính vì vậy mà về vật chất là vấn đề vô cùng quan trọng, mà người con chúng ta làm sao chúng ta phải lo báo đáp cho nó chu toàn với đồng đạo à. Ca dao ta từng bảo đó là ai về tôi gửi buồn cao, buồn trước kính mẹ, buồn sau kính thầy. Ai về tôi gửi đôi giày phòng khi mưa nắng để thầy mẹ đi. Đó là nói lên cái sự quan tâm của người con, thương yêu lo lắng cho cha cho mẹ, nói lên cái tinh thần hiếu dưỡng đó với đồng đạo. Thưa quý cô bác đồng đạo, tiếp theo bên cạnh đó, hiếu dưỡng không bằng hiếu kính với đồng đạo. Hiếu dưỡng không bằng hiếu kính, bởi vì đó là cung kính này sao? À, cung kính bắt như phụng mệnh. À, chúng ta đó là hiếu kính, nhưng mà muốn cung kính thì không bằng cái gì là chúng ta phải dâng lời. Thầy chúng ta dạy làm sao với đồng đạo, làm sao chúng ta phải kính trọng cha mẹ chúng ta, nương gia đình phải kính trọng cội thun. Thưa quý đồng đạo, nếu chúng ta nuôi cho cha mẹ đủ đầy về vật chất đó, mà cái lòng chúng ta không kính cha kính mẹ rồi đó, thì nuôi như vậy nó cũng không có ý nghĩa quý đồng đạo. Giống như chúng ta là đem của cải, chúng ta cho những cái con gia súc trong nhà chúng ta ăn thôi, nếu nuôi mà chúng ta không kính là như vậy đó quý đồng đạo. Chính vì vậy mà hôm nay làm con thì chúng ta phải làm sao phải hết lòng có cái tâm cung kính quý đồng đạo à. Có cái tâm cung kính, hãy chúng ta có tâm cung kính rồi đó, có hiếu tâm rồi đó, có tâm cung kính rồi thì chúng ta mới làm được tất cả mọi công việc. Còn nếu chúng ta mà bất kính rồi đó, không có cái tâm thương yêu rồi đó, thì chúng ta nuôi không được đâu với đồng đạo. Chính vì vậy mà thầy chúng ta dạy chúng ta làm sao phải kính trọng. Kính trọng mới là quan trọng của đồng đạo. Quý vị thấy ông ngày xưa ông Tử Lộ đó, ông phải nói ông là một cái người hết lòng là hiếu kính với mẹ của ông đó. Ông đội gạo đường xa hàng trăm dặm như vậy đó để mà kiếm tiền đem về nuôi cha nuôi mẹ của ông. Nhưng mà ông có cái tấm tình hay cương nghịch đó, hay cãi mẹ, hay làm những điều mà làm cho mẹ của ông không có hài lòng, không có vui. Thì quý đồng đạo thấy thầy nói đó, cái người con có hiếu đó, chẳng những có cái chữ hiếu như ngài Tử Lộ, mà làm sao phải có chữ hiếu như ngài Tăng Xâm. Là sao quý đồng đạo? Bởi vì ông Tăng Xâm quý đồng đạo thấy, ông đó là một cái người đi làm quan, nhưng mà về nhà rồi đó, cha ông muốn cái gì ông làm y theo lời của cha quý đồng đạo. Mặc dầu làm quan nhưng mà cha của ông đó là muốn nó là trồng dương, thì sao? Ông cũng nghe lời, ông cũng trồng dương. Thưa quý đồng đạo, thì phải nói là nó có một chút xíu rủi nhưng mà cũng may, không sao hết vậy. Bây giờ quý đồng đạo chúng ta cùng chúng con đốn cây bạch đằng để mình bắt lại cái nhịp cầu gian dở ha. Bây giờ tiếp tục quý đồng đạo. Thưa quý vị, thì chúng ta nói qua cái phần hiếu kính đó, thì làm sao bổn phận người con chúng ta phải cung kính, phải dâng lời cha mẹ.
giống như cái chữ hiếu mà có ông Tăng Sâm. Ông Tăng Sâm ông làm quan như vậy đó, nhưng mà cha ông về nhà đó, ông cha ông muốn trồng dưa thì cha cũng ông cũng trồng dưa để theo lời cha. Ngày ngày dạy cha muốn đi ra đồng đó để mà xem ruộng dưa, thì ông Tăng Sâm phải là cổng cha đi ra để mà thăm ruộng dưa quý vị. Nhưng mà quý vị biết không, lão vô tình mà đạp đứt cái hột dưa thôi, thì ông cha ông Tăng Tức đó, ông nói con à, bộ cổng cha già này đi ra thăm ruộng dưa hoài con mệt mỏi lắm, sao mà con muốn khóa những cái ruộng dưa để cho khỏi cổng cha nữa vậy. Thì sao quý ông đạo, Tăng Sâm cũng rất là vui vẻ. Quý vị biết không, cái ngày nọ đó, mỗi khi ông ăn cơm, dọn cơm cho cha ăn đó, tức là ông đem cái mâm cơm xong rồi đó, ông dưng lên tới chân trắng, ông mới mời cha. Và sau khi cha ăn xong rồi đó thì thức ăn thừa đó, ông còn thăm tay lại hỏi cha, thưa cha, thức ăn thừa này mình cho ai vậy cha? Cha bảo cho ai là cho ai, và ngày nào cũng làm vậy hết để chi? Để cho cha thấy rằng gia đình của mình còn giàu có, còn có tiền của làm dư giả để cho người này cho người kia. Quý vị thấy, rồi quý đồng đạo biết không, có lần nọ đó thì ông đó là cái lúc mà ông bị nằm mà chạm đứt cái đọt dưa đó là ông cha ông bắt lỗi ông đạo. Ông cha ông nói là có phải là con muốn là hủy cái ruộng dưa không cho tổng muốn chổng cha hay không? Thì ông Tăng Sâm nói dạ con có lỗi, cha hãy phạt đòn con đi. Thì sao nằm xuống cứu ngồi cha, cha đánh hết sức là đánh gì đó quý đồng đạo, nhưng mà vẫn cười vui vẻ không có tỏ thái độ gì chứ. Nhưng sau đó có một lần quý vị biết là khi mà dâng nước cho cha uống, thì sau đó ông Tăng Tức ông già rồi, dâng nước cho cha nhưng mà cái tay run ông cha ông cầm không có được cái tách, vì vậy mà rơi cái tách xuống nó bể đi. Ông cha ông bắt lỗi Tăng Sâm, có phải ngày nào cũng dâng nước cho ông già này uống cực khổ lắm phải không, vì vậy mà để làm cho bể cái bát để khỏi dâng. Lúc bây giờ ông nằm xuống thương cha con có lỗi, nằm cúi xuống cho cha đánh với ông đạo. Lúc bây giờ ông Tăng Tức anh đánh mà không có đau rồi đó, đứng lên Tăng Sâm khóc nức nở. Sâm, cha đánh con dạy có quan ức cho con không, mà tại sao cha đánh con lần trước con vui vẻ mà lần này con phải cười mới phải chứ, mà lần này tại sao con khóc thảm thiết như vậy? Lúc bây giờ Tăng Sâm nói thôi cha, cha đánh con lần này đó, lần trước cha đánh con đau, con cười là vì con biết cha còn khỏe, cha sống lâu với con được, còn lần này cha đánh con không có đau, con khóc là vì con biết cha bây giờ đó sức đã già yếu rồi, sống bên con không có được còn được bao lâu nữa, chính vì vậy mà con buồn con thương con khóc đó cha. Quý cô bác anh chị em ơi, chính vì vậy mà quý đồng đạo ơi, thầy chúng ta dạy mình là có hiếu, chẳng những cung kính lo lắng và vật chất như ngài Tử Lộ, mà làm sao mà có chữ hiếu nhân tâm sanh, tức là có cái sự cung kính với đồng đạo, cái sự cung kính, cái sự thương. Cho đó mà hôm nay qua cái câu chuyện này, quý đồng đạo chúng ta rút ra cái bài học ứng dụng đó, là hàng ngày trong cái đời sống tu tập, làm sao cái người con phải làm vui lòng cha mẹ nghe quý đồng đạo. Đừng bao giờ vì chuyện này chuyện kia mà chúng ta cãi cha cãi mẹ, làm cho cha mẹ chúng ta buồn. Thầy chúng ta dạy như thế nào quý đồng đạo? Ở cho biết nhượng biết tì vui lòng cha mẹ, vậy thì mới ngoan. Đó hôm nay cha mẹ chúng ta muốn bố thí, muốn đi làm từ thiện, muốn giúp đỡ gì cho ai đó, bổn phận làm con phải hết lòng quan hệ với đồng đạo. Đừng bao giờ chúng ta không vui khi thấy những cái việc làm từ thiện của cha của mẹ để cha mẹ chúng ta buồn. Hay cha mẹ chúng ta già muốn đi dự thuyết giảng, đi từ thiện mà cha mẹ đi không được, thì bổn phận làm con làm sao chúng ta phải tạo phương tiện để cho cha mẹ chúng ta được vui với đồng đạo. Thầy chúng ta dạy là chúng ta lúc cha mẹ còn đang sanh tiền, có dạy ta những điều hay lẽ phải, ta ráng chăm chỉ nghe lời, chớ nên sao lãng làm phiền lòng cha mẹ. Chính như vậy mà chúng ta dạy là sự cho dạng chữ nghĩa tình, vâng lời cha mẹ mà dình gia khen, làm sao phải vâng lời với đồng đạo. Nhưng mà với đồng đạo nhớ là thầy chúng ta dạy chúng ta vâng lời, nhưng mà vâng lời một cách là sáng suốt, chứ không phải vâng lời một cách mê muội. Người xưa bảo là phụ sự tử vong, tử bất vâng bất hiếu. Con cãi cha mẹ bảo con cái chết mà con cái không chết đó là con cái bất hiếu. Nhưng mà ngày hôm nay thầy chúng ta không dạy như vậy, mà nếu cha mẹ dạy phải thì nghe, còn cha mẹ dạy quấy thì sao, là chúng ta phải khuyên can trở lại cho chúng ta không được nghe với đồng đạo. Chứ như vậy mà thầy chúng ta còn dạy là lúc nếu cha mẹ chúng ta có làm điều gì làm lỗi trái với nhân đạo, ta phải tìm cách khuyên lên ngăn cản, phải khuyên lên ngăn cản với đồng đạo. Chính vì vậy mà chúng ta thấy rằng đó, cái sự khuyên lên ngăn cản này thì hầu như chúng ta nhất là làm sao chúng ta phải khuyên cha mẹ chúng ta bước vào cái con đường đạo. Nếu ngày hôm nay cha mẹ chúng ta còn tham lam, còn ích kỷ, thì bổn phận làm con chúng ta phải làm sao khuyên cha mẹ chúng ta phải nên xả kỷ, bố thí, lợi tha. Nếu cha mẹ chúng ta chưa có tu tập được thì hôm nay bổn phận làm con làm sao chúng ta phải khuyên lên cha mẹ bước vào cái ngưỡng cửa tu tập với đồng đạo. Nhưng mà nói khuyên chứ không phải dễ đâu với đồng đạo. Người con đó, muốn khuyên cha khuyên mẹ, muốn có cái lời khuyên đó nó có giá trị đó,
thì ngay trong hiện tại đây chúng ta phải thể hiện cái tình thương, hết lòng thương cha thương mẹ đi, thì quý đồng đạo phiên cha mẹ mới nghe. Còn nếu mà chúng ta không thương rồi đó, quý đồng đạo phiên cỡ nào cũng không có nghe. À, bây giờ mình ăn chay rồi, cha mẹ chúng ta còn ăn mặn, cái đi núi về làm sao? Tôi cho ông với bà đó nghe, ăn mặn hoài đi, nữa vô họng ngâm chèo hết trơn đó. Vậy sao cha mẹ nghe được quý đồng đạo? Cha mẹ không có nghe đâu, mà làm sao phải thể hiện cái tình thương cha mẹ mới nghe. Chúng ta nhớ lại cái lớp giáo lý căn bản mà cái sự khuyên của đứa em này rất có giá, rất là hữu hiệu quý đồng đạo. Cha mẹ sau khi mà làm mùa xong rồi, cha mẹ phải làm cái cặp dịch để đi ra đồng để cúng. Thì cái đứa em này nó đi học đạo đó, thì thầy không cho sát sanh hại vật để cúng tế. Giờ vậy nó về nó nói, mẹ ơi, mẹ đừng có sát sanh hại vật cúng tế nữa nghe mẹ, tội lỗi dữ lắm đó mẹ. Nó kể hết công chuyện làm vậy có tội rồi này kia vậy đó, chứ đấng thần minh công bình trực dạ không có ăn cái sủi sát sanh của mình đâu. Bà mẹ nó nói mày chưa ăn hết hai bữa trao nữa, mày đừng có dạy đời tao. Thì sao vậy? Cái nó vuốt ra mẹ nó hoài, mẹ à mẹ nghe lời con đi để sau này mẹ khổ. Nhưng mà bà không có nghe. Tới chừng tối lại quý vị biết không, cái bà nấu cái nồi nước sẵn rồi, để tối đó là bà lắc cái nồi nước, cái chiều có để đó sẵn, cái nồi nước sẵn, cái tối đó bà đi ra bà định là bà cắt cổ hai con vịt, bà thả vô cái nồi nước đó, bà trụng nước sâu bà nhổ lông. Nhưng mà tối bà đi ra thì bà thấy anh vịt nó mất tiêu rồi, nhắc dây thả mất tiêu rồi. Bà chạy vô bà nói mày chống ai chứ, hôm qua mày phiên tao nè, bữa nay mày thả hai con vịt rồi phải không? Đứa nhỏ quý đồng đạo biết không, nó quỳ xuống trước mẹ, nó quỳ xuống trước mẹ rồi nó đập cái đầu của nó vô cái đầu gối của mẹ đó. Mẹ nó ngồi dân dạt, nó dòm nó, mẹ ơi mẹ tha lão cho con đi mẹ, con biết con làm cái chuyện này á là mẹ giận con dữ lắm, nhưng mà con biết rằng đó, nếu mà con không thả hai con vịt này đó, mẹ sát sanh hại vật mẹ cúng vậy đó, sau này mẹ chết rồi đó, cái quả báo này mẹ chịu không có nổi cái này à. Con vì thương mẹ, con sợ sau này mẹ nhận cái quả báo mẹ khổ đau rồi con mới thả hai con vịt này đó mẹ à. Thì sao với đồng đạo? Bà mẹ nói thôi nhấp uống lên đi, từ đây về sau ta không có cúng giờ là cúng vịt nữa hết trơn á. Câu chuyện là hết với đồng đạo. Đi cô chú mình thấy không, lời nói ngọt lọc tới xương với đồng đạo, lời nói ngọt lọc tới xương, phải dùng cam ngon mỹ từ, những lời nói trang nghiêm êm dịu, chứ chúng ta không nên nói những cái lời nói thô lỗ tục tằn thì làm cho cha mẹ chúng ta không hài lòng, thì không thể nào cha mẹ chúng ta nghe chúng ta được với đồng đạo. Và một điều chúng ta nên nhớ nữa là muốn cho cha mẹ vui thì đây chúng ta cần dạy là phải gây sự hòa hảo trong đệ huynh, tạo hạnh phúc cho gia đình, cho cha mẹ được vui lòng thỏa mãn. Thưa quý đồng đạo, tu cầu gia đạo vuông tròn, chồng hòa vợ thuận, cháu con thảo hiền, thì cha mẹ mình mới vui phải không quý đồng đạo? Hiếu tử song thân lạc, gia hòa vạn sự thành, con hiếu thì cha mẹ vui, nhà có hòa thì vạn sự đều mong. Chính vì vậy mà anh em phải biết nhường nhịn, phải biết thương yêu, phải biết đoàn kết thì cha mẹ chúng ta vui được. Thưa quý đồng đạo, nhưng mà quan trọng nhất là về cái giai đoạn khi cha mẹ chúng ta lúc mà gần tuổi già, xế chiều, hấp hối, đây là cái giai đoạn chúng ta cần chú ý để chúng ta báo đáp cho nó đúng lúc nào quý đồng đạo. Thưa quý đồng đạo, thầy chúng ta từng dạy là mỗi ca dao ta từng bảo là mỗi đêm mỗi thắp đèn trời cầu cho cha mẹ sống đời với con, còn thầy chúng ta dạy là nam mô tam nguyện cầu phụ mẫu tại đường tăng long phước thọ, ráng cầu cho cha mẹ hưởng điều phước thọ. Thầy dạy chúng ta cầu để chi quý đồng đạo? Không phải chúng ta cầu mà cha mẹ chúng ta sống hội với mình đâu, mà ở đây cầu để nấu lên tấm lòng của người con, dầu còn cha mẹ chúng ta một hơi thở cuối cùng, chúng ta phải thể hiện cái sự thương yêu quý đồng đạo. Do đó mà chúng con thường hay nói đó, nuôi cha nuôi mẹ lúc còn nhỏ như thế này á, còn trẻ như thế này á, cha mẹ chúng ta làm cho chúng ta, cha mẹ chúng ta giữ con giữ cháu, lo lắng tài sản cho chúng ta thì chúng ta nuôi rất là dễ. Nhưng mà cái khó nhất là sao quý đồng đạo? Khó nhất là cha mẹ chúng ta già nằm một chỗ lẫn lộn quên trước quên sau, thử hỏi chúng ta có còn cung kính được hay không? Cái chỗ này mới là cái chỗ có hiếu nào quý đồng đạo. Lắm khi cha mẹ già rồi đó, nói một câu nói hai ba lần, một hai lần đầu thì người con chịu nổi, mà nói thêm năm bảy lần thì sao? Bắt đầu người con nạt cha nạt mẹ, ông bà có điên không? Câu chuyện nhắc đi nhắc lại hoài, có đó quý đồng đạo. Chứ mà nằm lâu rồi quý cô bác mình biết không, cái sợ người ta nói ông bà ăn ở bắt nhân thách tức, sợ người ta nói là ông bà đó kiếp trước cái ác cái gì đây mà nằm chỗ hoài. Rồi bắt đầu nghe người ta có đầu không cho cha mẹ ăn uống, không có lo thuốc thang gì chứ, nói để cho ông bà đi thôi, ông thôi bà sớm đi rồi đó, là cho khỏi hành hạ thể xác, cho người ta khỏi kêu riêu ăn ở bắt nhân thách tức. Có nhiều người làm như vậy quý đồng đạo à. Cái người nào mà bất tử cha mẹ đó, không cho cha mẹ ăn uống, không cho cha mẹ thuốc thang lúc tuổi về già mà nằm đau dai dưa đó, đó là cái người con mang tội ngủ nghịch nha quý đồng đạo. Bỏ cha bỏ mẹ, không cho ăn uống, không cho thuốc thang là bất tử cha mẹ, mà bất tử cha mẹ đó là mang tội ngủ nghịch đó quý cô bác anh chị em. Xin thưa quý đồng đạo, hay chúng ta dạy chúng ta mỗi ngày mỗi cầu là chi, không phải cầu
cầu là để sống lâu, mà cầu để thể hiện cái tình thương, cái sự tâm hồn chúng ta lúc nào cũng tưởng đến cha đến mẹ, giàu còn một hơi thở cuối cùng chúng ta cũng phải lo với đồng đạo. Thầy chúng ta nói là đường xa mới rõ tài con ngựa ký, lúc nguy nàng mới tường tận kẻ vô lương, gia bằng truy hiếu tử, nước lặng thức trung thần đó. Với đồng đạo là cái giai đoạn cuối cùng này, cái giai đoạn cha mẹ chúng ta già yếu, đau lâu ngày, thì đây là mới thể hiện được cái người con có hiếu hay không, mới chắc lọc được theo với đồng đạo. Còn nếu mà không có qua cái giai đoạn mà nằm lâu dây dưa này á, chúng ta nói chúng ta thương, chúng ta nói chúng ta lo, nhưng mà chưa biết với đồng đạo à, nằm đi 5, 10 năm, 20 năm, 30 năm đi, rồi mới thể hiện cái tình thương của con như thế nào thì chúng ta mới biết được mà thôi với đồng đạo. Chính vì vậy mà khi cha mẹ chúng ta mà quá đau dây dưa lâu ngày, bổn giận làm con, chúng ta phải lo thuốc thang với đồng đạo à, bởi vì thân khỏe tâm mới an. Hôm nay muốn cha mẹ chúng ta được yên tâm niệm Phật thì làm sao phải thuốc thang cho cái thân nó đừng có đau nhất, từ đó cha mẹ chúng ta mới yên tâm mới niệm Phật được. Còn chúng ta không thuốc thang gì hết, nằm đau mặc kệ thì sao, đau nhất quá rồi niệm Phật cũng không có nổi với đồng đạo. Nhất là cha mẹ chúng ta nghiệp nặng quá mà có để tiền của lại cho con cháu, chúng ta nên bố thí giúp đời để mà hồi hướng giải nghiệp cho cha mẹ chúng ta. Quý vị nhớ cái câu chuyện mà ở tại cái xã Vĩnh Trường của huyện An Phú, tỉnh An Giang chúng ta, là gia đình của ông Hai Tạo. Quý đồng đạo còn nhớ cái câu chuyện bên thầy không? Gia đình của ông Hai Tạo, bà Hai Tạo đó lúc bây giờ là bệnh nặng quá, nhưng mà ông Hai Tạo được quy y theo đạo Cao Đài. Quý đồng đạo, sau đó rồi đó thì ông Hai Tạo nghe đồn Đức Thầy chúng ta là vị Phật sống ở An và Hảo, cứu được ra đời để mà cứu dân độ thế. Thì lúc bây giờ ông Hai Tạo chở bà Hai cùng người con gái, tức là cô Đâm Thiêu, và có một cái người cháu tên là bà Hai Giáo, cùng đi đến tổ đình với đồng đạo. Đi đến nơi rồi thì ông Hai Tạo mới nói em bạch thầy, nhờ thầy cứu giùm là vợ của con, vợ con bây giờ đau nặng quá mà thầy thuốc rất nhiều rồi mà chị không có hết thầy ơi. Thì sau thầy xuống sông đó, thầy chỉ múc xuôi theo dòng nước đem lên thầy đưa cho bà uống, bà uống đi rồi bà sẽ khỏe. Rồi thầy nói là muốn cho bà về nhà đó, về sau là khỏe mạnh luôn đó. Thì làm sao hiện giặc đây có những gì đó thầy đem xuống sông bỏ đi. Thầy sao với đồng đạo, lúc bây giờ đó là cô Thiêu đó còn có đeo một sợi dây chuyền nè, một đôi bông nè, một chiếc khâu. Thì thầy kêu là có hiện vật đó, của quý đem xong bỏ đi. Thầy sao cô Đâm cô tiếc của không chịu. Lúc bây giờ bà Hai Giáo bà nói vì cái chữ hiếu con à, vì cái chữ hiếu cô làm sao đó, vì cái chữ hiếu cô hãy đem cái cổ cải đó bỏ đi để mà cho cha mẹ của mình được hết bệnh. Còn sau đó rồi thì thầy mới nói về nhà đó làm sao kiếm trái bí đao, kiếm trái bí đao đường phèn và nước mưa thì sẽ hòa vô, sẽ xách cái bí đao ra và sẽ nấu cho bà uống sẽ hết liền. Quý vị biết là trên cái đoạn đường mà bơi xuồng về đó thì đi gần tới cái đi qua cái dầm, cái sông Dầm Nao mà cái lúc mà nước nó xáy xáy đó mới đồng đồng. Thì lúc bây giờ tự nhiên cái bà Hai Giáo bắt ngồi trước, bà thấy chiếc bí đao á sao nó trôi liều phèo dưới sông á, cái bà chụp bà vớt thì bà vượt đi. Thì bắt đầu tới cô Thiêu cũng ngồi phía sau, cô vớt lên trái bí đao, tại vì về nhà có trái bí đao sẽ xắt thuốc uống cho mẹ, sẽ hết khỏi đi mua. Gặp trái bí đao mừng quá, bắt đầu vớt lên. Quý vị vớt lên rồi đem về, tới nghe là cô Năm, cô Thiêu đó là cổ gọt trái bí đao ra, cô sắt thì sao quý vị, mổ bụng trái bí đao ra thì những cái kỹ vật là dây chuyền này, đôi bông vàng này, chiếc khâu của cô nằm trong cái gọt trái bí đao của đồng đạo. Thì quý đồng đạo thấy rằng qua cái câu chuyện này thì sao quý đồng đạo, rồi sau đó chúng con kể tiếp đó là gia đình nó sắc cái bí đao đó rồi cho bà uống, bà sẽ khỏe mạnh và cuối cùng lại cứu bà Hải Giáo và gia đình của ông ta sẽ vui y theo đạo Phật Giáo Hòa Hảo. Thì qua cái câu chuyện này đại quý đồng đạo chúng ta thấy rằng Đức Thầy chúng ta muốn nói rằng là cái người con mà có hiếu thì đừng bao giờ tiếc tiền tiếc cổ với đồng đạo à. Nếu cha mẹ chúng ta bệnh đau thì phải hết lòng lo thuốc thang, rồi sau đó cha mẹ chúng ta có bệnh đau thì mình nên bố thí giúp đời, làm tất cả việc làm việc phải mang niềm vui hạnh phúc cho đời để hồi hướng giải nghiệp cho cha mẹ. Thì đó mới là cái người con tột hiếu với đồng đạo. Thưa quý cô bác anh chị em, nhưng mà cây khô không thể đâm trời, mẹ già không thể sống đời với con. Theo cái quy luật tự nhiên, thành trụ quải không, sanh già bệnh chết thì ai rồi cũng phải chết với đồng đạo à. Chúng ta có lo cỡ nào thì cha mẹ chúng ta cũng phải chết thôi. Nhưng mà khi cha mẹ chúng ta qua đời rồi thì sao quý đồng đạo, chúng ta không dừng lại cái sự hiếu ở đây, mà làm sao chúng ta phải lo việc tan ma, hết lòng thành kính đúng với đạo lý. Thưa quý đồng đạo, nhất là khi cha mẹ chúng ta hấp hối mà gần chết đó quý đồng đạo, chúng con hay nhắc cái chỗ này, cái chỗ này là cái chỗ quan trọng nhất nè, lắm khi chúng ta quên quý đồng đạo. Khi cha mẹ mà đau dây dưa nằm lâu rồi đó, lắm khi con cái không có quan tâm, tới chừng cái ngày chết đó không có ai hay hết quý đồng đạo. Lắm khi đó là bỏ cho đứa cháu mình nó săn sóc thôi, con cha mẹ thì nuôi chúng ta kìa.
cực khổ, nhưng mà đến cái giờ phút cha mẹ chết rồi, chúng ta lo đi làm đầu này làm đầu kia, lo chuyện này chuyện kia, không có quan tâm. Nhưng mà quý đồng đạo nhớ cái giờ phút cuối cùng này là cái giờ phút quyết định cuộc đời của cha mẹ. Nếu tâm đâu thì cảnh giới đó, quý đồng đạo à. Ta tâm mà được an lạc, được niệm Phật thì hướng về cảnh giới an lành. Còn tâm phiền não, tâm sân si thì cái giờ phút này coi chừng chúng ta, cha mẹ chúng ta bị xa đọa đó. Nhất là cha mẹ hấp hối, con cái không nên nói những cái điều đau buồn trong gia đình mà làm cho cha mẹ chúng ta buồn rầu. Nhất là cha mẹ hấp hối rồi thì chúng ta không nên tạo những cái hình ảnh làm cho cha mẹ chúng ta buồn, với đồng đạo. Chúng tôi nhớ lại cái câu chuyện mà cái gia đình này, với đồng đạo biết, bà mẹ có nằm hấp hối, bác sĩ chạy chở về nhà, cái người con nói với bác Út ơi, mày đó nghe mẹ, bác sĩ chạy rồi, về nhà mày canh bả đi. Tao đó, tao cũng canh tiếp mày, nhưng mà tao ở bên ngoài á, một tim như vậy đó, hai cái bàn rượu, rùa, rắn, cua, biển gì cũng có chứ, ở ngoài canh cái đồng đạo, đờn ca xuống hát ung sùm hết trơn, canh chờ bà mẹ chết. Rồi còn nói mày á, mày canh bả đi, chừng nào bả chết á, mày giao qua cho tao. Bà chuẩn bị hai cái con heo rồi, còn một cái con bò nữa. Mày chết rồi, bà chết rồi, mày giao qua cho tao, tao sẵn sàng hết trơn rồi. Quý vị coi coi cha mẹ mình có phiền não không, quý đồng đạo. Nằm đau đớn tột cùng như vậy đó, mà con cái không có quan tâm, bà ra rượu chè đờn ca sướng hát, rồi còn chết để sẵn đó đi, tao chuẩn bị sẵn hết trơn rồi, mày giao qua cho tao. Thì như vậy cha mẹ mình buồn, quý đồng đạo. Cha mẹ mà buồn rồi, sân si rồi đó, sẽ xa đọa với các bác anh chị em. Lúc mà cha mẹ chúng ta hấp hối thì chúng con mong rằng với các đồng đạo có người thân, thì làm sao chúng ta phải túc trực, túc trực để chúng ta hậu niệm, nhắc nhở cho cha mẹ chúng ta, ông bà chúng ta nhớ niệm Phật. Bởi vì chúng ta thương cha thương mẹ thương ông thương bà thì ông bà chúng ta cũng thương chúng ta lắm. Chúng ta khuyên cha ơi mẹ ơi, bà ơi ông ơi, ráng niệm Phật, và tự nhiên ông bà chúng ta, cha mẹ chúng ta sẽ nhớ niệm Phật. Mà nhớ niệm Phật rồi sẽ đi vào cái con đường an lạc. Nè, còn hôm nay chúng ta cha mẹ chúng ta bệnh đau, chúng ta bỏ đó, chúng ta không có quan tâm, để cho đứa cháu còn thấy 5-7 tuổi gì đó canh chừng, thì sao quý ông đạo? Lắm khi buồn giận quá rồi đó thì ra đi trong cái tâm sân hận, thì cuối cùng sẽ bị xa đọa. Mà xa đọa rồi, quý ông đạo có cầu nguyện cỡ nào đi chăng nữa thì cái kết quả không có cao, quý ông đạo. Chúng còn hay nói đó, chi bằng trong cái giờ phút khóc đó chúng ta kề cận, chúng ta chọn duyên tinh thần cho cha mẹ, thì cha mẹ chúng ta đi lên rồi đó, chúng ta khỏi cần cầu nguyện cũng kết quả cao. Còn chúng ta để cha mẹ chúng ta sân si mà xa đọa tới địa ngục rồi đó, chúng ta mời hết tỉnh này sang tỉnh kia đi đến làm đám làm tuần, thì như vậy cái kết quả nó cũng không bằng cái lúc mà cha mẹ chúng ta hấp hối. Do đó chúng ta nhớ cái chỗ này để chúng ta cân nhắc với đồng đạo. Và khi cha mẹ qua đời thì thứ nhất trong cái việc tang ma thì làm sao chúng ta phải làm lễ tang ma hết lòng thành kính, đúng với đạo lý, hết lòng nhưng mà phải đúng với đạo lý. Đúng với đạo lý là sao? Thứ nhất là không nên rước những ông thầy nhân tâm, đốt giấy tiền vàng bạc, xá xuống lầu kho, vì đó là chuyện tốn tiền vô lý. Rồi chúng ta không có đờn ca với đồng đạo à, bởi vì là nói là chết rồi cũng đốt tóc ken chống đờn lễ nhạc, tế sen ít gì, thì cái chuyện này chúng ta không làm. Và cái thứ ba nữa là sao? Không làm mà chúng ta không nên sát sanh hại vật trong cái ngày đám tang cũng như là cái ngày đám tuần tự dỗ quậy. Bởi vì với đồng đạo nhớ cái câu chuyện mặt ông Năm Hiệu không? Đám ma ông Năm Hiệu đứt, tức là ông Năm Hiệu ở tại cái xã Phú Lâm đó, thì quý đồng đạo ai cũng biết rồi, cái ngày ông Năm Hiệu mà ông mất đó, thì Đức Thầy chúng ta lại đó để mà chứng kiến cái đám tang, quý đồng đạo. Thì ông Năm cái này chúng ta không có đi ở bên trong, mà Đức Thầy chúng ta đi vòng ra phía ngoài, đi ra phía sau rồi thấy gà vịt có nha, cột cẳng cột giò lại nhiều quá. Thầy nói là ủa sao hôm nay đó làm cái gì mà gà vịt cột nhốt nhiều quá vậy? Thì người con của ông Năm nói thưa thầy, cha của con đó là gia đình đó phải nói là thân chủ rất là đông, chính vì vậy mà khi cha con chết rồi phải làm gà vịt cho thật nhiều đãi mới đủ. Thầy mới bây giờ chăm thầy mới nói nè, cha chết đó nha mà sát sanh hại vật quá nhiều như vậy đó là cha không có được đi lên đâu, coi chừng mang nghiệp sẽ xảy ra đó. Thôi chi bằng đó là giết một cái con nào đó cho bự thôi, giết con gì cho bự thôi, cha khó làm nhiều không vậy. Thầy nói chủ động, thầy nói luôn thôi bây giờ đi kiếm một con heo đi về làm. Thầy bắt đầu như gia đình cũng nghe lời Đức Thầy, bắt đầu người ta mới chia với nhau đi mua con heo với đồng đạo. Nhưng mà đâu phải con heo trong chuồng mà bắt liền được đâu, chứ giờ phải đi mua cả hơi ý hà mới có được. Ở nhà thì thầy nói thôi bây giờ tới cái giờ này là giờ tốt rồi, chết thì phải đi chôn, đừng để hôi hốt có hại cho người sống. Thầy kêu đem chôn cắt với đồng đạo. Cái chừng ta đi mua heo về thì sao, chẳng những mua một con mà mua tới hai con. Cái thầy nói nãy ở nhà đó ngay cái giờ tốt, về vậy mà thầy nói là thầy kêu cho đi chôn cắt liền rồi. Bây giờ á, người ta chôn xong rồi ta về nhà hết chôn rồi, bây giờ trong nhà chỉ còn có mấy chục người à, nè các con mấy ông đó nha, liệu có làm con heo này ra mà có ăn hết á thì làm, còn đừng
trên xóm dưới đó nha. Người ta nói đám giỡn, đám tan cha mà làm heo để đi bán đó, nó kỳ dữ lắm đó à. Thì sao gia đình dòm lại còn có bán người ăn không hết thôi, các hai con heo thả luôn với đồng đồng coi chuyện là hết. Tại nên chúng ta không nên sát sanh hại vật, phải không, đồng đồng? Và nhất là trong cái hành cung kiến thì tiệc tối làm sao phải cúng chay với đồng đạo. Thầy chúng ta từng bảo là quải đom cúng tế lại xưa nay, sát vật châu heo lúa mị bài, kẻ mắt cho ăn suy khó hiểu, người còn bạc hải lạ lùng than, cháu con báo hiếu theo nhà Phật, cha mẹ qua đời thủ lễ chay, trong sạch nghĩa nhân dày mãi đáng, hồn linh siêu thoát nhẹ cao vàng, nhất định là phải cúng chay. Chính vì vậy mà hôm nay chúng con mong rằng với cái bác thần đại chúng ta còn sống phải di chúc nghe quý đồng đạo. Hôm nay phải di chúc trước đi, phải viết lại cha mẹ sau này chết là phải làm tuần tự dỗ quải tan ma, cúng nghi thức Phật giáo hòa hảo, không có rước thầy nhân bông, không có chống đờn lễ nhạc, không có giấy tiền vàng bạc, nhất định là phải cúng chay. Quý đồng đạo phải di chúc lại, phải di chúc lại. Còn không di chúc lại rồi đó, sau này tội nghiệp đồng đạo của mình lắm quý cô bác anh chị em ơi. Mình thương đồng đạo của mình đi đến mình cầu nguyện, nhưng mà ta rước chống đờn lễ nhạc, người ta trước mặt đồng đạo đó mà người ta bài ra, người ta xiết, người ta ca, còn người ta gãi giấy tiền vàng bạc mà đồng đạo phiên phiên không được quý đồng đạo, mà mình bỏ đồng đạo mình đi về thì không đành, mà chứng kiến cái cảnh thầy cấm á, mà mình chứng kiến thì mình đau lòng quá. Cho đó muốn con này con cháu mình làm y như lời, chúng con mong rằng quý cô bác hãy viết di chúc lại, di chúc lại trước thì chắc ăn hơn hầu quý đồng đạo. Thưa quý cô bác anh chị em, nói chung lại cái người con báo hiếu cảm ơn cha mẹ thì làm sao chúng ta phải báo hiếu từ vật chất lẫn tinh thần, từ hiếu thế gian cho đến hiếu xuất thế gian một cách trọn vẹn. Còn đền ơn tổ tiên là đừng làm điều gì tàu tệ đếm nhục tâm môn. Nếu tổ tiên ta có làm điều gì sai lầm gieo họa đau thương lại cho con cháu, ta phải biết chí tu cầu và hy sinh đời ta làm điều đạo nghĩa rửa nhục tổ đường. Nói chung lại làm sao với đạo gắn tu, chỉ có tu là chúng ta mới phá đắc một cách trọn vẹn, phải không? Bởi vì lập thân hành đạo dương cho nơi hậu thế, dĩ hiển kỳ phụ mẫu hiếu chi trung giả. Lập thân hành đạo để tiến tốt cho đời, cho cha mẹ được không lây, đó là cái hiếu tặng cùng dạy. Thầy chúng ta cùng dạy ráng tu đắc đạo cứu cổ quyền, hấp chốn mê đồ đến cảnh tiên, nọ đáp ơn dài công sáng tạo cho ta hình dốc học cơ quyền. Mà cái người con có hiếu rồi thì sao với đồng đạo hiện tại hưởng rất nhiều cái phước lành của đồng đạo à. Thầy chúng ta nói sao với đồng đạo? Thầy chúng ta từng bảo đó là cái nàng kiều gì hiếu bán bình chuột cha, tuy là lưu lạc công ba đến đi mãn hạn, bạn xưa cũng nhìn. Quý đồng đạo thấy không, nàng kiều trước đây đó là nàng lưu lạc công ba, lắm khi nàng phải bán mình, nhưng mà cuối cùng rồi nàng gặp rất nhiều điều cái điều được hạnh phúc, phải không quý đồng đạo? Nói cho mau như vậy, hay mạnh tâm xưa cũng cấp măng đất khô nảy mực, rõ lòng thiếu nhiên. Do đó mà quý đồng đạo chúng ta có hiếu rồi, hiện tại được phước nè, được mọi người tôn trọng, được mọi người quý mến chúng ta. Tất nhiên Chúa yêu người hiền thảo, trọng những ai biết niệm Di Đà. Thưa quý đồng đạo, tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Muốn đắc đạo đồng hành với chư Phật chứ phải nuôi dưỡng hai đấng sanh thành. Vì vậy mà chốt lại không có cái phước nào lớn bằng cái phước chúng ta nuôi cha dưỡng mẹ. Đức Phật từng dạy như thế này nè, có một vị trời để xưng hỏi Phật á, và Đức Thế Tôn làm như thế nào để được dặn mai tối thượng? Đức Phật chỉ tuyên bố một câu thôi đó quý đồng đạo: phụng dưỡng cha mẹ là dặn mai tối thượng, kẻ giàu có mà bất kính với cha mẹ là cửa ngõ để đi đến chỗ bại dông. Quý đồng đạo thấy không, giàu có mà bất kính với cha mẹ là cửa ngõ để đi đến chỗ bại dông. Do đó ai xây nghiệp, xây dựng cái sự nghiệp của chúng ta mà xây dựng trên cái nền tảng hiếu đạo thì cái sự nghiệp đó mới vững bền. Còn xây dựng cái sự nghiệp làm giàu làm có mà xây dựng trên cái nền tảng bất hiếu rồi đó, một ngày nó sẽ sụp đổ quý đồng đạo. Thưa quý cô bác anh chị em, chính vì vậy mà trong kinh Đức Phật dạy sao quý đồng đạo? Trong kinh Đức Phật dạy là hiếu tử chư sĩ, hiếu giả bác hạnh chi tiên, hiếu chí yêu thiên tắc phong võ định thì, hiếu chí yêu địa tắc dặn và quá hạnh, hiếu chí yêu nhân tắc chúng phước ba chăng. Hạnh hiếu đứng đầu trong trăm hạnh, hiếu cảm đến trời gió vô hòa thuận, hiếu cảm đến đất dặn và quá xanh, hiếu cảm đến người phước lành đưa đến. Phải chưa với các bác anh chị em? Chính vì vậy mà trong kinh Phật cũng dạy là nhân sanh hữu ngự Phật tại gia, lắm kẻ vô tình luôn bỏ qua, chẳng phải vàng thau nung được tượng, không do cây gỗ chạm mà ra, giống là cha mẹ công sanh dưỡng, ơn trọng dường chi là thích ca, cố gắng đáp đền xong hiếu thảo, khỏi cầu công đức tặng đâu xa. Đó là cái phước hiện tại. Chúng ta có hiếu và có phước nè, được mọi người tôn trọng quý mến nè, và chúng ta tu hành chúng ta mới đắc đạo. Bởi vì hạnh hiếu là hạnh Phật, phải không quý đồng đạo? Do đó chúng ta tu hành chúng ta mới đắc đạo với đồng đạo, và sau này con cái chúng ta trả lại sao sẽ có hiếu của chúng ta với đồng đạo. Bởi vì quý đồng đạo ơi, nếu mình hiếu ghế mẹ cha,
thì con cũng hiếu với ta khác gì. Nếu mình ăn ở vô nghì, đừng mong con hiếu làm gì luống công. Hôm nay chúng ta có hiếu đi thì sau này con cái chúng ta mới có hiếu trở lại. Còn trừ những trường hợp một vài người có hiếu mà con cái bắt hiếu, chúng ta cũng đừng có buồn. Bởi vì cái nghiệp trước chúng ta trả, mà chúng ta trả xong rồi thì con cái mới chúng ta nó sẽ trở lại hiếu thảo của chúng ta mà thôi. Thưa quý đồng đạo, và cái người bắt hiếu rồi thì con nghịch thoảng đều mang câu đàm tiếu, xã hội chê cười, phê phán. Và chết thì sao quý đồng đạo? Nếu chết mà chúng ta bắt hiếu rồi đó, mang vào cái tội ngũ nghịch giết cha giết mẹ, chúng ta xa đọa địa ngục và tu hành không bao giờ chúng ta đắc đạo. Thưa quý đồng đạo, thì qua đây quý cô bác đồng đạo thấy rằng ăn tổ tiên cha mẹ tức là nổi lên cái sự hiếu đạo của người con đối với hai đấng sanh thành, thì đây là một truyền thống quý báu ngàn đời của dân tộc Việt Nam chúng ta. Chính vì vậy là người ca dao đã từng bảo là tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tu. Do đó tất cả quý bác đồng đạo cũng như chúng con, hôm nay mình may mắn mình được sanh ra nơi đất nước Việt Nam là có truyền thống hiếu đạo từ ngàn xưa. May mắn mình sanh ra mình được quy y với Đức Quỳnh Giáo Chủ là một ông Phật dạy người tu theo cái lối tại gia cư sĩ, lấy việc báo đáp cứu ăn làm căn bản tu hành, trong đó việc báo hiếu là cái ăn trọng hàng đầu. Do đó chúng ta phải dốc tâm đền trả với đồng đạo. Nếu chúng ta tu mà chúng ta không trả chữ hiếu, coi như nhân đạo không tròn, mà nhân đạo không tròn thì Phật đạo coi như còn rất xa. Chính vì vậy mà thầy chúng ta luôn luôn nhắc chúng ta là sao quân đạo nào là luân lý tứ ân, phải lo đền đáp sát thân mới còn. Câu luân lý tứ ân chặn dạ, nếu chẳng gìn phải đọa đường thang. Thế nên hôm nay tùy theo cái hoàn cảnh mà quý cô bác đồng đạo chúng ta cố gắng lo như thế nào cho nó được trọn vẹn nha quý đồng đạo. Lây quay vào cha mẹ cũng không còn quý đồng đạo à, bởi vì ai mà biết. Do đó giờ chút xíu nữa thôi chúng ta kết luận quý đồng đạo. Chính vì vậy mà quý đồng đạo chúng ta phải cố gắng quan tâm quý đồng đạo à. Đừng bao giờ chúng ta chạy theo danh vọng tiền bạc mà chúng ta quên cha quên mẹ rồi đó. Một ngày chúng ta muốn quay trở lại chúng ta lo cũng không còn quý đồng đạo. Mẹ già như trái chín cây, gió bay mẹ rụng không biết lúc nào. Chính vì vậy mà đức thầy chúng ta đi xa đó, thầy chúng ta cũng sợ chúng ta quên, mà thầy chúng ta cân nhắc chúng ta đó. Xa xôi đường xá dặm tràn, khó bề lưu tới rõ ngàn lâu luôn. Lo bề cúc dục cõi thông, nghe lời thầy dạy việc chung của đời. Chính vì vậy mà quý cô bác chúng ta cố gắng lo thực hiện. Nếu chúng ta làm xong cái đạo hiếu rồi đó thì coi như cái con đường đắc đạo chúng ta kế một bên với đồng đạo. Thôi thì cái đề tài trao đổi đến đây mà chúng con xin tạm kết lại. Thì hôm nay trong cái ngày đó là cái ngày lễ dỗ của người thân của gia đình của chú Phạm Văn Thức, thì chúng con cũng xin hồi hướng công đức lành này đối với cổ quyền thất tổ chung của chúng ta. Về dòng linh người quá giảng cũng nhân cái buổi thuyết giảng này được nhiều cái phước báo mà tiêu diêu nơi miền và cảnh thoát khỏi trầm luân. Và trước khi rời khỏi diễn đàn, chúng con cũng xin nguyện cầu với ông Trang đức Phật đức thầy ban có phước lành cho toàn thể quý cô bác đồng đạo lúc nào cũng được dồi dào sức khỏe, trí tuệ sáng suốt, tinh tấn tu hành cho đến ngày thành công viên mãn. Kính chúc toàn thể quý cô bác đồng đạo thực hiện đúng lời dạy của đức thầy, đó là hiếu chung con giữ vẹn toàn, từ rài chẳng dám lăn lòng như xưa, sao hưởng đặng phước thường của Phật, hồn nhẹ nhàng vượt khỏi tử sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Chúng tôi xin thay mặt quý quan khách cũng như toàn thể chư quý đồng đạo một lần nữa xin chân thành cảm ơn nhà giáo lý viên Quỳnh Thị Bạch Lê đã vừa hoàn thành xong. Nam mô A Di Đà Phật.